Rồi ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là loa bass rung và loa chép ha, để cho anh em mình có thể thay thế và độ chế vào những cái bộ loa anh em mình đang có. Thì trên clip em sẽ có báo giá cho anh em mình tiện việc theo dõi và mua hàng nha. Anh em mình ưng sản phẩm nào thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và anh em mình xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha, để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những món đồ mà em sưu tầm. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em mình là từ bên đây qua nha. Nên em giới thiệu những cái món nhỏ trước và tới lô bass 30, hai cặp lo 20 ha. Và đầu tiên thì em giới thiệu ba cặp bên đây. Đây là một cái cặp lo chép của Reno nha anh em ha. Đó, con này là đường kính lo là 10.5 cm, là anh em mình có những cái lo một tấc là thì có thể thay thế em nó vào được ha. Lo chép thì có mặt màu trắng, nón là nón lụa nha anh em, nón lụa. Con này lúc trước thì em có bán rồi anh em, cặp lúc trước thì giá 1.000.000 á, nhưng mà cặp hôm nay về thì em thanh lý giá 1.000.000 nha. Con này là con lo chép của Reno, made in New York ha, and Lang. Một cặp một duy nhất nha anh em nha, một cặp một duy nhất rất là đẹp. Thì cặp này em thanh lý giá 1.000.000 á, là vì cái lý do của em nói là về nó khác cái đợt sản xuất anh em, cho nên là hai cái mặt này anh em mình nhìn nó có đôi chút khác ha. Đó, còn về cái cũ lo và cấu hình con lo là nó giống nhau nha, cũ lo và cấu hình con lo là giống nhau, nó chỉ khác cái mặt thôi. Thì hai cái mặt này anh em mình lắp vào thùng rồi thì hai bờ để hai bên thì cũng ít ai mà nhận ra lắm anh em. Đó thì anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với em nha. Cặp này thì em thanh lý giá 1.000.000 nha anh em. Anh em mình ưng thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình ha. Rồi, đây thì em mới về thêm đường cặp lo chép của JBL nha anh em nha. Hổm em có về một cặp ha, nó lâu rồi, nay tiếp tục về đường cặp nữa. Cặp hôm nay về trong tình trạng là đẹp xuất sắc luôn ha. Cặp lo chép JBL có mã là A0101A. Con này thì được sản xuất tại Pháp nha anh em nha. JBL được sản xuất tại Pháp ha. Còn bên này bên trong con nó có dầu. Đường kính chiều ngang của lo là 9 phân ha, còn chiều dài là 10 phân hơn một tí nha anh em. Lo chép đơm ha, tiếng rất là hay. Hàng riêng nguyên bản nha, toàn bộ hàng trên clip hôm nay em giới thiệu với anh em mình là zin 100% nha anh em nha, zin cả gân ha. Đó, lo rất là đẹp nha anh em, lo chép JBL hàng Mỹ xịn sản xuất tại Pháp ha. Cặp này có mức giá là 1.800.000 nha anh em, cặp này có mức giá là 1.800.000. Anh em mình quan tâm thì liên hệ với em, cặp lo này cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Ở mặt trước thì nó có cái chữ JBL ha. Ok. Và tiếp theo đây là một cái cặp lo trung của Đan Mạch nha anh em, một cái cặp lo trung của Duke ha, cặp lo trung của Duke màng vàng cực kỳ là đẹp luôn. Để em đo đường kính cho anh em mình xem nha. Đường kính lo là 13.5 cm, còn chiều xéo á là nó 15 nha anh em. Con này ở dưới là màng trắng nha anh em, màng trắng và ở trên là màng vàng ha. Đó, nó phủ một cái lớp bóng nhìn giả giống như là vân gỗ vậy đó anh em nha, nhìn rất là đẹp, một cái màu vàng và có hoa văn họa tiết khá là đẹp luôn. Nón là nón poly nha, gân là gân cao su đen ha, lo zin 100%. Dây râu là dây râu bạc nha, cho nên con này tiếng khá là sáng nha anh em. Lo chép của, xin lỗi anh em mình, lo trung của Duke ha, hàng được sản xuất tại châu Âu nha, made in Đan Mạch ha. Lo thì được chờ kháng là 8 ohm và cũ là cũ bọc từ nha. Thì những cũ bọc từ này đa phần bên trong nó sẽ là 2 từ. Con này là cực đẹp luôn nha anh em. Anh em mình quan tâm thì liên hệ với em nha. Một cặp duy nhất nha anh em ha. Đó, cặp này có mức giá là 1.400.000 nha. Giá là 1.400.000 cặp này. Anh em mình ưng thì liên hệ với em. Lo rin đẹp ha. Mấy cái này thì anh em mình về lau chùi vệ sinh nữa thì đẹp ken ngay. Ok. Và bên đây thì em có hai cặp lo bass của châu Âu nha anh em nha. Hai cặp lo bass của châu Âu, hai cặp này là cực đẹp luôn nha anh em. Đó, đây. Mặt lo đây anh em ạ. Để em đo cái đường kính cho anh em mình xem nha. Đường kính của lo là 20.5 cm ha. Màng rất là đẹp, con zin nha anh em, nhọn to ha. Mấy con này thì đánh tiếng bass khá là tốt luôn. Những cái dòng lo Yamo á, bass nó có 20 thôi nhưng mà tiếng bass nó đánh rất là tốt nha anh em. Những cái dòng lo này thì tiếng bass anh em mình khỏi vàng luôn ha. Đó, đây là cái kiềng của em nói nha. Cái kiềng của em nói đo luôn cả cái kiềng á là em nói được 23 phân ha. Tính luôn cái kiềng là 23 phân, cái kiềng rất là đẹp nha. Đó, đây, cái kiềng lắp vào nó sẽ như thế này, cực kỳ là đẹp nha anh em. Màn nón là nón vải ha, gân là gân mút, gân zin nha. Cặp này về gân còn rất là tốt, cho nên là anh em mình về còn dùng lâu lắm mới phải thay ha. Gân còn về gân zin và rất là tốt luôn. Hai cặp này về cực đẹp nha anh em, hai cặp này về là cực kỳ đẹp luôn, không điểm gì để chê hết ha, chỉ có đôi chút bám bụi thôi. Lo là lo nguyên din 100% ha, nhện to. Mấy con này đánh tiếng bass mềm sâu ha, anh em mình có thể sử dụng nghe nhạc và karaoke đều được. Mấy con này tiếng bass nó khá là nhiều. Ok, lo của Yamo hàng châu Âu xịn sò nha anh em. Em có hai đôi. Hai đôi thì nó đẹp như nhau nha anh em, hai đôi thì nó đẹp như nhau. Zin 100% ha. Đó. Rồi,
Thì anh em có hai đôi giá là 1,6 triệu một đôi, hai đôi đồng giá nha anh em, và mức độ đẹp của hai đôi thì nó cũng tương đương 9-10 với nhau ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Ở dưới cái xương lo thì nó có một cái mã số nè, mã số chữ màu tím. Rồi, và đây là cái chiếc cuối cùng ha, chiếc cuối cùng. Rất là đẹp. Gân là gân zin luôn nha, gân zin, gân còn rất là tốt. Anh em mình yên tâm ha. Kiềng cũng rất là đẹp luôn. Rồi, giá là 1,6 triệu một cặp nha. Em có hai cặp. Anh em mình ưng thì liên hệ với em sớm ha. Và cuối cùng của clip hôm nay là một cái cặp Lobat 30. Cặp Lobat 30 của Sansui nha anh em. Rất là đẹp nha. Nó màng một cái màn màu vàng. Và dòng Sansui thì đặc trưng là cái nón, em nói là nón hở nha. Nón hở và nó có cái lớp lưới bảo vệ không cho bụi lọt vào. Và cái hở này là để nó thoát hơi cho con lo khi hoạt động công suất lớn nha anh em nha. Còn này là màn giấy màu vàng ha. Màn giấy màu vàng, gân á là gân gân vải nha anh em, gân vải dầu. Gân này là gân nguyên zin và gân rất là mềm nha. Gân nguyên zin và gân rất là mềm. Anh em mình xem ha. Đó. Gân cực kỳ mềm luôn. Để em quay cái chiếc này cho anh em mình xem nha. Sansui lo được trở kháng là 6 ohm ha. Và công suất là nhỏ nhất á ha. Công suất min á là 25W nha anh em. Công suất nhỏ nó có thể hoạt động là 25W. Và công suất lớn con này thì nó cũng cặp này thì cũng hơn 150W nha. Anh em mình sử dụng với những cái con Amply ha, hơn 150W là chơi tốt cặp lo này nha. Đó. Những cái dòng Sansui thì nó ghi công suất rất là khiêm tốn anh em. Những dòng lo xịn nó ghi công suất rất là nhỏ thôi ha. Đây ghi có 25W rồi. Mặc dù cái con của nó rất là to anh em ạ. Con nó to đùng luôn á ha. Con to nhện to. Con là con nguyên zin nha anh em. Lo này là zin 100% nha. Gân là gân zin luôn ha. Thì những cặp lo gân zin mà nó mềm như thế này á thì anh em mình chơi nó rất là có giá trị nha. Đó, những cái dòng Sansui này gân zin thì giá trị nó rất là cao ha. Đó, còn nếu như mà cái gân của nó bị khô cứng rồi thì chứng tỏ là hàng không sử dụng nhiều tại Việt Nam rồi, nó mới khô cứng nha anh em. Còn hàng vải về đa phần á thì cái gân nó cũng còn rất là ok nha, hàng vải tuyển chọn nha. Đó, còn những cái hàng vải mà mình lấy hàng kém thì đôi khi gân nó cũng cứng ngắc à, với lại nó bị tróc hết trơn anh em, bị tróc mấy cái viền này nè. Còn cặp này về là nó cực đẹp luôn và gân của nó là còn nguyên nha. Em đo đường kính cho anh em mình xem ha. Đường kính lo là 30.5cm nha. Đó, ok, cực đẹp nha anh em. Đây là cái chiếc đầu tiên ha. Rồi, và đây là chiếc thứ hai, một cặp của nó đây, rất là đẹp, không thêm gì để chê hết nha. Con tin lo đẹp ha. Rồi, cặp này có mức giá là 2,9 triệu nha anh em. Cặp Lobat Sansui 30 này giá là 2,9 triệu. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Rồi, clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi, em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.